hôm nay mũ vàng nó lại trở nên như vậy nhỉ? Trời ơi! Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ bố giao cho mình. Mình phải về báo cáo lại nhiệm vụ cho bố mình mới được. Người Đường, sao em lại khóc vậy? Ai làm gì em? Anh Mu vào quay về phá nhà, con đánh vô mặt em nữa, em đau lắm anh ạ. Sao nay mũ vàng nó lại trở nên như vậy nhỉ? Trời ơi! Anh phải tìm cách xử lý anh Mũ Vàng, chứ cứ như thế này anh ấy lại quay lại đấm em mất. Thôi em cứ nín đi, chuyển anh Mũ Vàng để đó anh sẽ giải quyết cho. Trên đường về anh có đổi một bạ bình cun vô cực cho em, anh tặng em này. Em cảm ơn anh. Mà anh Lùn đâu rồi em? Sao anh Lùn lại để cho em ngồi khóc một mình ở đây như thế này? Anh Lùn ở trong nhà mà anh Lùn tức anh lắm vì anh cứ bảo vệ anh Mũ Vàng. Thế em ngồi đây uống sữa đi nhá, để anh vào nói chuyện với anh Lùn. Bố ơi bố, con đã trông chi được sang người rừng rồi bố à. Ồ, đúng là con trai của ta, con giỏi lắm. Nhưng mà bố ơi, con sợ anh Lùn Tippi làm bố ạ. May mà con chạy thoát được đấy. Con sợ gì anh Lùn Tippi? Có bố ở đây mà, bố sợ gì đâu. Vậy quà của con đâu bố? Không có quà kiếc gì hết. Đấy là nhiệm vụ của con phải làm mà. Vậy bây giờ con phải làm cái gì nữa hả bố? Việc tiếp theo, con phải xử lý thằng Lùn Tippi cho bố. Nó rất là láo với bố đấy. Nhưng mà con sợ anh Lùn lắm. Không phải lo, có bố ở đây nó không dám đánh con đâu. Vậy đến ngày mai con sẽ xử lý thằng Lùn Tippi. Thôi bố con mình vào nhà.